Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ trở lại với các em trong chuỗi clip toán học lớp 8. Và thầy trong clip này thầy làm về toán đại. Đó chính là tiếp tục ở tiết 2 của bài số 3, phương trình đưa được về dạng AX cộng B bằng 0. Nghĩa là cái tiết này là tiết luyện tập đó. Trong clip trước thì thầy cũng dạy ở bài số 3, nhưng mà đó là phần lý thuyết cũng như là các cái bài tập trong phần bài tập. Còn trong tiết này là trong cái tiết luyện tập. Bây giờ thầy dạy coi cho em coi cái phân phối chương trình lại một lần nữa nhé. Đó, các em thấy chưa? Trong cái clip trước là thầy làm bài số 3 này, phương trình được đưa về dạng AX cộng B bằng 0. Thì trong cái tuần này thầy làm ở tuần 23, tiết 44, luyện tập. Nghĩa là sẽ giải các bài tập của ba cái bài 1, 2, 3 đây, trên một cái tiết luyện tập đây, gọi là cái tiết ôn tập của ba cái bài đây. Em hiểu như nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang vào bài nhé. Thì trong tiết luyện tập thì chắc chắn chủ yếu là làm trong đề trong sách giáo khoa, như sách bài tập thôi. Nên thầy sẽ quay đề trong sách giáo khoa, rồi thầy sẽ giải trực tiếp cho các em xem nha. Rồi, ban đầu chúng ta sẽ đi làm cho thầy bài 14. Số nào trong ba số âm 1, 2 và âm 3 nghiệm đúng mọi phương trình sau? Phương trình 1 này, phương trình 2, phương trình 3, trên đây có người ta cho 3 phương trình đúng không nào? Như vậy thì ở đây nó thuộc về dạng gì? Kiểm tra nghiệm đúng không nào? Kiểm tra nghiệm thì các em sẽ chia thành vế trái và vế phải. Thì trong cái clip trước của bài số 3 thầy đã làm cho các em xem cái cách kiểm tra nghiệm rồi đúng không nào? Thật là ví dụ như âm 1 đây, thì ví dụ giá trị tuyệt đối của x này chính là vế trái, của x này gọi là vế phải, thì các em thế âm 1 này vào vế trái thì giá trị tuyệt đối của âm 1 thì cũng bằng 1. Các em thế vào vế phải thì ở đây là x mà đây là âm 1 thì chắc chắn vế phải nó sẽ là âm 1. Như vậy âm 1 với 1 nó khác, như vậy thì nó không phải là đăng nghiệm. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ chỉ cái phần 1 này và ghi trực tiếp. Còn tí thầy sẽ làm trực tiếp ở phương trình thứ 2 đây nhé. Còn thầy giao cho các em phương trình thứ 3 này để kiểm tra ba cái số này. Như vậy nếu mà để làm bài 14 này rất là dài, thầy chỉ kiểm tra 1 và 2, cùng 3 thì thầy giao về nhà làm nha, được không? Rồi ok, thầy xem nha. Rồi, bài tập 14 sách giáo khoa thì các em thấy là gì? Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra cái số âm 1 này nhá. Được không nào? Phương trình 1 này, giá trị tuyệt đối của x bằng x, v trái là giá trị tuyệt đối x đây, v phải là x. Bây giờ các em chỉ việc thế vô thôi, các em hiểu không nào? Rồi, vế trái, bây giờ thầy kiểm tra âm 1 này nha. Vế trái bằng giá trị tuyệt đối của x bằng chỗ nào có x thế bằng âm 1 vô. Một đây, giá trị tuyệt đối của âm 1. Thì theo ở cái chương trình học lớp 7 và lớp 6 các em đã được học rồi, giá trị tuyệt đối của số âm và số dương thì luôn luôn bằng số gì? Số dương. Như vậy giá trị tuyệt đối của âm 1 thì sẽ bằng 1. Hiểu chưa nào? Tiếp tục vế phải. Vế phải thì gì? Bằng x. Đây, vế phải này, đây vế trái này, đây vế phải. Thì vế phải thì bằng x. Sẽ bằng là gì? Chỗ nào có x thế bằng âm 1. Như vậy đây cũng chính là âm 1 luôn. Như vậy các em sẽ tiến hành so sánh 1 với âm 1 này có bằng nhau không? Không bằng nhau. Chứng tỏ 1 khác âm 1, chứng tỏ vế trái khác vế phải. Chúng ta suy ra cái âm 1 này có phải là nghiệm của phương trình này không? Không phải. Không phải là nghiệm. Các em hiểu chưa? Rồi. Đây. Vì 1 khác âm 1 nên vế trái khác vế phải. Và người ta kết luận là vậy âm 1 không phải là nghiệm của phương trình trên. Các em hiểu chưa nào? Ta tiếp tục đi kiểm tra cái số 2 này nha. Vế trái là giá trị tuyệt đối của x. Thế số 2 vô. Như vậy giá trị tuyệt đối của 2 là cũng bằng 2. Vế phải thì x sẽ bằng 2. Như vậy chúng ta có là gì? 2 này bằng 2 đúng không nào? Chứng tỏ vế trái bằng vế phải. Nên người ta nói số 2 này có phải là nghiệm của phương trình đây không? Phải, đúng không nào? Rồi, vậy 2 là nghiệm của phương trình trên. Được chưa? Chắc có lẽ chúng ta hiểu đúng không? Thầy nói nó hơi nhanh không nhỉ? Chắc cũng không nhanh lắm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái âm 3 này nhé. Kiểm tra âm 3 này. Thôi thay vì cái kiểm tra âm 3 thì thầy giao cái âm 3 này về nhà. Các em làm tương tự giống như hai bước này của thầy nhé. Các em đánh dấu cộng từ 3. Cũng vế trái bằng vế phải bằng. Sau đó chúng ta xét hai kết quả này, coi thử vế trái có bằng vế phải không. Nếu bằng thì chúng ta kết luận nó phải là nghiệm. Mà vế trái khác vế phải thì các em kết luận nó là không phải là nghiệm.
Đó như nào, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 15 nha. Rồi đề bài của bài 15 như sau này. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32 km/h. Vận tốc ký hiệu bằng chữ gì nhỉ? Bằng chữ V đúng không? Sau đó 1 giờ. 1 giờ đây chính là gì? Thời gian là ký hiệu bằng chữ T. Một ô tô cũng khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng. Nhưng chỗ đây đi nha, thầy nói lại một chút nữa. Như vậy cái chiếc xe máy này này, nó cũng khởi hành cái địa điểm là từ Hà Nội đi Hải Phòng và nó chạy trước nhá. Nó chạy trước và nó chạy với vận tốc là trung bình là 32 km/h. Sau 1 tiếng đồng hồ, nghĩa là sau 1 giờ đấy, thì ô tô bắt đầu khởi hành. Nghĩa là bắt đầu ô tô này nó chấp xe máy chạy trước đấy, khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng cùng đường với xe máy và với vận tốc trung bình là 48 km/h. Nghĩa là ô tô này chạy nhanh hơn này. Cái này là 48 km/h này. Còn của xe máy chỉ 32 km/h thôi. Hãy viết phương trình biểu thị việc ô tô gặp xe máy sau ít giờ kể từ khi ô tô khởi hành. Như vậy thì cái gì bằng nhau ở trên cái bài toán này, đó chính là cái quãng đường. Tại vì cả xe máy và ô tô, cả xe máy và ô tô đều đi Hà Nội cho tới Hải Phòng. Như vậy thì để mà hai xe này gặp nhau sau ít giờ thì cái quãng đường là bằng nhau. Như vậy các em chỉ tính cho thầy cái quãng đường của xe máy và quãng đường của ô tô, thì hai quãng đường này bằng nhau thì cho hai cái biến nó vào bằng nhau thì nó sẽ ra được cái phương trình. Các em hiểu không? Mà quãng đường thì bằng gì? Quãng đường thì bằng S sẽ bằng là vận tốc nhân thời gian. Như vậy thì ở đây chúng ta xem cái xe máy trước. Xe máy vận tốc thì bằng 32 rồi, thì đúng rồi này. Nhưng cái thời gian đã có chưa? Chưa có, không nào. Mà trong khi đó người ta cho này, quãng đường thay lỗi vận tốc của ô tô đã có rồi, nhưng mà thời gian cũng chưa có. Nhưng ở đây người ta chỉ cho sau 1 giờ thôi. Như vậy thì để mà giải quyết được bài toán này, chúng ta gọi x nhá. Gọi x là cái vận tốc của ô tô nha. Gọi x là vận tốc ô tô thì thầy nói gọi x là thời gian của ô tô chứ. Tại vì vận tốc ở đây có 48 rồi này. X là thời gian của ô tô thì thời gian của xe máy là bao nhiêu? Tại vì sau 1 giờ, sau 1 giờ như vậy, x là thời gian ô tô thì thời gian của xe máy đó chính là x cộng 1 giờ. Không? Khi đó các em chỉ theo cái ẩn x này, tại vì người ta yêu cầu là hãy viết phương trình biểu thị việc ô tô gặp xe máy sau ít giờ, thấy không? Kể từ khi ô tô khởi hành. Rồi bây giờ thầy sẽ làm trực tiếp cho các em xem nha. Rồi cái đề bài thì các em sẽ để quyển sách bên cạnh các em dễ theo dõi hơn nha. Hồi nãy thầy đã giảng cho các em nghe rồi đó. Các em gọi gì? Gọi x. Không bị hơi mờ. Gọi x là thời gian, thời gian của ô tô hay là của xe máy nhỉ? Nãy thầy nói của ô tô đúng không nào? Của ô tô chạy tới lúc gặp cái gì? Gặp phương tiện nào? Gặp xe máy đúng không nào? Đó. Thì như vậy thì x là là thời gian ô tô, chứng tỏ là gì? Bây giờ thầy tính quãng đường S của ô tô đi. Thì ở đây là có thời gian là T rồi, vận tốc của ô tô đã có rồi. Như vậy S thì bằng V nhân T của ô tô đấy. Vận tốc của ô tô người ta cho là 48 km/h này. Thời gian người ta gọi ẩn ở đây là x. Không? Quãng đường thì ký hiệu là km. Được chưa? Nhưng mà khi đó cái thời gian của xe máy, như vậy thời gian, đây mình đánh dấu xi ra đây, thời gian của xe máy, thời gian của xe máy nó được tính là gì? Tại vì người ta nói là sau 1 giờ thì ô tô mới khởi hành. Như vậy thì xe máy nó chạy trước 1 giờ rồi, mà ô tô bây giờ thời gian ô tô chạy tới lúc gặp xe máy là x. Như vậy nó sẽ là x cộng, nghĩa là ô tô nó chấp xe máy trước 1 giờ đấy, nghĩa là cộng 1 vô, không? Được chưa? Giờ. Đó.
Như vậy thì chúng ta có S của xe máy cũng bằng vận tốc nhân cho thời gian. Mà vận tốc của xe máy người ta cho là bao nhiêu? 32 km/h đúng không? 32. Thời gian của xe máy đây là x cộng 1. Đó. Như vậy thì để mà hai cái xe này nó đi cùng cùng chiều và cùng một cái địa điểm xuất phát từ Hà Nội tới Hải Phòng, như vậy S ô tô này sẽ bằng S xe máy. Không? Vì cái quãng đường nó bằng nhau, như vậy S ô tô này sẽ bằng S của xe máy, là nó địa điểm nó là từ Hà Nội đến Hải Phòng đó. Ta thế vô S ô tô bằng 48x. 48 nhân x nghĩa là 48x sẽ bằng 32 nhân cho x cộng 1. À, đây chính là cái phương trình biểu biểu thị mà theo yêu cầu đề toán là hãy viết phương trình biểu thị việc ô tô gặp xe máy sau x giờ kể từ khi ô tô khởi hành. Đó, đây chính là cái kết quả cần tìm này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta đi sang bài 16 nha. Người ta yêu cầu là viết phương trình biểu thị cân bằng cân thăng bằng, thầy nói viết phương trình biểu thị cân này. Thấy cân nha, thăng bằng. Thăng bằng nghĩa là kim này chỉ chính giữa số 0 này. Trong hình 3, đơn vị khối lượng là gam. Các em thấy chưa? Bên đây có mấy x? 1, 2, 3x. Đây quả cân là 5 gam đây. Bên đây là 2x, nhưng quả cân là 7 gam. Đúng không nào? Thì chúng ta sẽ xem cái đĩa thứ nhất là gì? 1, 2, 3x cộng cho gì? Cộng cho 5. Ở đĩa thứ hai là gì? 1, 2 là 2x cộng cho 7. Thì để cân thăng bằng thì hai cái đĩa này nó sẽ bằng nhau, thì hai cái phương trình nó sẽ bằng nhau thôi. Được không nào? Ok. Rồi, tại vì cái bài này rất là dễ nên thầy làm ghi sẵn luôn. Ở cái đĩa bên trái á, thầy gọi nó là cái đĩa bên bên phải chứ. Đĩa bên trái thì nó chính là 3x cộng 5 nhá. Cô ghi bị nhầm này. 3 nha. 3x cộng 5. Còn cái đĩa bên phải thầy gọi là vế phải là 2x cộng 7. Để cân thăng bằng thì vế trái bằng vế phải. Thì khi đó 3x nữa không? Cô trên đây 2x, dưới đây 3x, nghĩa là cô ghi nhầm. 3x cộng 5 sẽ bằng 2x cộng 7. Đấy chính là cái phương trình biểu thị để khi cân thăng bằng. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo nha. Chúng ta đi sang bài 17. Thì giải các phương trình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất là nhiều phương trình đúng không? Thì thầy sẽ chọn ra khoảng 3 phương trình đi. Thầy sẽ giao các phương trình dễ cho em làm, còn thầy sẽ chọn các phương trình khó thầy làm nha. Đầu tiên thầy sẽ làm phương trình A này, phương trình dễ nhất này. Thầy sẽ làm cái này trước cho các em dễ hiểu trước. Các bài còn lại các em thấy bài nào khó nè? Thầy xem thế nào. Rồi, phương trình E nè. A, E, A, E, F đi. Còn cái em sẽ làm cho thầy là C, B, D. Là tí thầy sẽ hướng dẫn cho em làm. Được chưa? Rồi, để làm cái phương trình A này này, thầy nói luôn nè. Các em sẽ dồn nhớ. Nếu bạn nào mà có xem clip trước của thầy ạ, thì cứ dồn x hết về vế bên trái, dồn số về hết về vế bên phải. Sau đó nghĩa là khi chuyển vế thì phải đổi dấu trừ thành cộng và cộng thành trừ. Còn ở câu E này, tí câu E, câu S thầy làm trực tiếp nhé. Còn câu A thì là cô ghi sẵn rồi. Đó, đây chính là cái bài 17 câu A này. 7 cộng 2x bằng 22 trừ 3x. Thầy dồn thì chuyển cái âm 3x này qua bên vế bên trái này, đổi dấu thành cộng 3x. Thấy chưa? Và đồng thời thầy sẽ chuyển cái người ta không ghi chỗ đây, nghĩa là cộng 7 này, chuyển qua vế bên phải và đổi dấu thành trừ 7. Thấy chưa? Rất là dễ. 2 cộng 3 này bằng 5x. 22 trừ cho 7 là bằng 15. Như vậy x sẽ bằng là gì? 15 chia 5 thì bằng 3. Như vậy tập nghiệm của nó chính là S sẽ bằng là 3. Ok, bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em bài E và thầy làm trực tiếp nha. Rồi, đây chính là cái đề bài của câu E. Như vậy thì thầy vừa mới chép cái đề lại rồi. Thì em để ý này, cái câu E này thì ở đây là 7 trừ này, ngoặc này. Các em phải dấu trừ đằng trước dấu ngoặc. Ngay chỗ đây không ghi là dấu cộng này. Như vậy dấu trừ đằng trước dấu ngoặc chúng ta bỏ ngoặc ra và đổi dấu. Đây cộng thì thành trừ này, cộng thành trừ này. Được chưa? Tí thầy đổi dấu em xem. Dấu trừ ở đây cũng đằng trước dấu ngoặc này. Ngay đây không ghi cũng là dấu cộng này. Trừ với cộng thành trừ này, trừ với cộng thành trừ. Bỏ ngoặc ra, sau đó chúng ta chuyển x về với bên trái và số về với bên phải, cứ luôn luôn thực hiện như vậy là nó sẽ đúng thôi. Ok, bây giờ thầy sẽ làm cho em xem nha. Ngay chỗ đây các em đánh dấu tương đương đây, 7 các em hạ xuống ha, trừ với cộng này, đây trừ với cộng ở đây người ta không ghi là thành trừ 2x, trừ với cộng thành trừ 4 bằng trừ với cộng x thành trừ x,
trừ với cộng 4 thành trừ 4. Đó là bước thứ nhất. Tương đương tiếp. Bây giờ mục đích của thầy là chuyển cái âm x này qua với bên trái và hai cái số này thầy chuyển qua với bên phải nhé. Như vậy trừ 2x để nguyên, tại vì nó không chuyển với thì không đổi dấu. Đây ghi số này, trừ x chuyển qua đây thành cộng x nhá. Bằng trừ 4 này giữ nguyên. Trừ 4 nó hiện tại với bên phải nên thầy ghi số này, thầy sẽ chuyển này. Ở đây người ta không ghi, nghĩa là cộng 7 này chuyển thành trừ 7. Trừ 4 đúng không? Chuyển thành cộng 4. Trừ 4 này chuyển thành cộng 4. Được chưa? Tương đương tiếp. Trừ 2 cộng cho 1 thì bằng âm x. Âm 1x lại bằng âm x. Trừ 4 với cộng 4 này là hai số đối nhau, trực tiêu bằng 0. Âm 7 tương đương tiếp. Theo em x bằng bao nhiêu? Để biết bằng bao nhiêu đúng không? Đây âm âm x đúng không? Nghĩa là âm 1x á. Thì âm x này thầy chỉ chia cho âm 1 đi. Gọi làm bài bản cho các em luôn này. Âm 1 chia cho âm 1. Với bên trái chia bao nhiêu thì với bên phải chia bao nhiêu. Như vậy thì âm chia âm thì được dương. Như vậy thì nó cũng bằng x. Tại vì ở đây 1 chia 1 hết. Âm chia âm là dương. Dương ở đây không ghi này. Âm chia âm ra dương. 7 chia 1 là bằng 7. Như vậy thì x sẽ bằng 7. Như vậy s này sẽ bằng là gì? 7. Vậy tập nghiệm ở đây s là bằng 7. Một nghiệm duy nhất. Bây giờ thầy sẽ làm. Rồi chúng ta xem lại một chút đi. Chứ không thầy làm nhanh quá các em lại không hiểu. Rồi chúng ta đi sang câu F nha. Rồi cái đề bài của câu F như sau. Ngoặc đầu tiên, các em thấy nhá, đằng trước ngoặc này không ghi gì hết, nghĩa là dấu cộng này. Trừ, buộc phải đổi dấu trong đây này. Rồi cái này ghi lại vậy thôi. Bước đầu tiên nhá. Dấu cộng đằng trước dấu ngoặc, thầy sẽ bỏ dấu ngoặc này và thầy ghi giống y xì như bên này. Cho nên không đổi dấu gì hết, nghĩa là vẫn là x trừ 1. Cứ nhớ như vậy. Trừ, ngay đây không ghi là cộng, trừ với cộng thành trừ 2x. Trừ với trừ thành cộng 1. Bằng 9 trừ x. Được chưa? Tiếp tục. Chuyển x và với bên trái hết, chuyển số vào với bên phải nha. Cái này không chuyển, ghi lại x trừ 2x, ghi lại trừ đúng không? Chuyển qua thành cộng x bằng 9 thì ghi lại trừ đúng không? Thành cộng 1. Cộng đúng không? Thành trừ 1. Vậy thôi, cứ trừ chuyển thành cộng, cộng chuyển thành trừ. Tương đương tiếp. 1 cộng 1 là bằng 2, mà 2 trừ 2 này là bằng 0. 0 ở đây phải ghi số 0 chả bá như này đâu nha, mà không ít đấy. Rồi, bằng 1 trừ 1 hết bằng 9. Như vậy tới đây thầy đố các em tìm được cái x, số x nào bằng bao nhiêu mà nhân với 0 bằng 9, có không? Có hay không? Không. Không. Nghĩa là cái x này không bao giờ các em tìm ra được một cái số nào đó thỏa mãn. Thầy lấy ví dụ x bằng 1 này, 0 nhân 1 thì bằng 1 chứ không thể bằng 9 này được. Như vậy thì nó không có cái nghiệm nào thỏa mãn như vậy. Vậy s này nó sẽ là vô nghiệm, nghĩa là tập rỗng. Không các em ghi là vậy phương trình trên đã cho là vô nghiệm cũng được. Còn không các em thích thì ký hiệu như thầy là đơn giản hơn. Tập rỗng này. Theo tập hợp ở lớp 6. Ok, nhìn lại một chút xíu đây. Rồi thầy sẽ chuyển qua bài tiếp theo. Rồi, trước khi chuyển qua bài tiếp theo thì thầy giống như đã hứa, thầy sẽ hướng dẫn các cái câu CBD nhá. Câu C này. Cái này là quá dễ rồi, các em cũng dồn ít để sẵn này. Dồn 2x này qua đổi dấu này. Dồn cái số A12 này qua đây. Và làm giống như hồi nãy thầy nha. Câu B cũng vậy, rất là dễ. Câu D thì cũng càng dễ nữa. 1, 2, 3. Chuyển cái 3x này qua bên đây, đổi dấu chuyển A19 này qua. Và làm rất là dễ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 18 nhé. Và các phương trình A 1, 2, 3, 4. Nhớ chưa ẩn ở mẫu này, tí thầy làm trực tiếp cho em xem nha. Câu B nó hơi khó, đáng lẽ thầy giao câu B về nhà làm nhưng mà hơi khó, thầy sẽ làm luôn cho em nha. Rồi, ok, thầy sẽ ghi đề và giải trực tiếp cho em luôn. Rồi, các em thấy chưa nào? Như vậy thì ở đây có mẫu, ngay đây không có mẫu, nghĩa là mẫu 1 nè. Thì chúng ta phải đi tìm mẫu chung mà chia được 1, 2, 3, 4 mẫu này. Mà cái mẫu chung đấy phải là cái số nhỏ nhất. Các em hiểu chưa? Như vậy để mà tìm được cái số mà chia được cho 3, cho 2, cho 6 và cho 1 này là nhỏ nhất, đó chính là số mấy? Mẫu chung đây chính là số mấy nè? Đó chính là số 6. Thấy không? Sau khi tìm được mẫu chung rồi thì trong cái clip trước thầy hướng dẫn rồi. 1, 2 thì chắc là nó hơi dài đúng không? Các em kể một cái gạch ngang qua.
Đây hai chứng tỏ nào hỏi giờ kể ra ở đây điền gì, điền mẫu chung này. Đấy các em chỉ việc lấy mẫu chung này chia lần lượt từng cái mẫu này sau đó nhân thành phân tử. Ok như vậy thầy sẽ làm cái phân thức đầu tiên nhé, x phần 3 nha, thầy lấy 6 chia 3 được 2 nhân thành phân tử đúng không, cái chỗ đây x là phân tử ghi trước đi nhân cho 2. Ok dấu trừ này ghi lại đi, nhớ các em ghi như này là sai này, học trò của thầy luôn luôn bị như thế này là sai. Tại sao sai? Tại vì dấu trừ trước mà không có dấu ngoặc á, tiện tí không có đổi dấu cộng vô đây thành dấu trừ là em sai ngay, hiểu không? Đó là kinh nghiệm đấy. Nhân 6 chia 2 được 3 nhân ở đây. Ok chưa nào? Tiếp tục 6 chia 6 được 1 nhân lên tử đây, mà tử chúng ta đây là x nhân cho 1 đây, trừ x nhân 6 ở đây không có gì hết là số 1 đúng không nào? 6 chia 1 là bằng 6 nhân đây là 6 này. Ok chưa? Đây chúng ta đánh dấu tương đương này, tương đương tiếp khi cùng mẫu rồi các em bỏ mẫu và viết lại tử cho thầy, x nhân 2 thầy chỉ ghi thành 2x trừ cái đề đó đi. Rồi bây giờ thầy làm hơi nhanh một chút nha, thầy lấy số 3 này này nhân vào đây, nhân vào đây như vậy 3 nhân 6 thầy loại 3 nhân 2 là 6x, 3 nhân 1 là cộng 3 trước như vậy bằng x nhân 1 là x trừ 6 nhân x là bằng 6x. Ok chưa? Tương đương tiếp 2x, ngay đây người ta không ghi nghĩa là dấu cộng này, trừ với cộng thành trừ 6x, trừ với cộng thành trừ 3 bằng x trừ 6x. Cũng chúng ta đừng có vội thu gọn, theo thầy cứ dồn x vào phía bên trái và số vào phía bên phải đi, cứ đúng nguyên tắc như vậy làm không bao giờ sai. 2x ghi xuống, trừ 6x ghi xuống, chuyển này, đây người ta không ghi nghĩa là dấu cộng đúng không, cộng chuyển thành trừ x, trừ 6x đúng không, chuyển qua đây thành cộng 6x. Ok bằng, nghĩa là bên đây nó không còn, nghĩa là còn số 0 đấy, trừ 3 chuyển qua thành là cộng 3, 3 cộng 0 cũng là bằng 3. Tương đương tiếp các em thấy là trừ 6x mà đây cộng 6x, hai số này đối nhau bằng 0. Như vậy các em chỉ việc tính 2x trừ x thôi, như vậy 2 trừ 1 người ta không ghi nghĩa là chỗ đây là số 1 này, 2 trừ 1 là bằng 1x, nó bằng x, như vậy bằng 3. Như vậy s ở đây sẽ bằng 3. Một nghiệm duy nhất tập nghiệm. Các em nhìn lại một chút xíu rồi thầy sẽ chuyển sang câu B em xem nha. Đây chính là cái đề bài của câu B bài 18 nhá. Các em thấy này. Ở đây theo thầy á nên xử lý, tức là nó có nhiều cách làm, ở đây các em quy đồng luôn cũng được, còn không thì theo thầy xử lý cái số cái chỗ mà 0,5 đây này, ra số phân số nhá, 0,25 và ra phân số luôn. Được không nào? 0,5. Các em nhập máy tính cũng được, không các em nhân cho phân tử nhân 10 dưới mẫu nhân 10 nó sẽ bằng 1/2 đấy. Nhưng mà thầy sẽ tương đương lại nhá. Tí trước khi quy đồng thì chúng ta chuyển cái này ghi lại giữ nguyên đấy. Trừ 0,5 nghĩa là bằng 1/2 x, 1 trừ 2x trên cho 4. Cái x của thầy nó hơi giống chữ n nha, các em đừng có nhầm tưởng nha. Cộng 0,25 này chính là bằng 1/4, nghĩa là 25/100 này là bằng 1/4. Ok chưa? Cứ để đây đi, cùng mẫu kể đó, hay là thu gọn luôn. Rồi thu gọn luôn đây cho nó gọn, phía bên đây quy đồng xong, 2 cộng x trên 5 trừ 1/2x để đó bằng cùng mẫu nè, 4 1 trừ 2x cộng 1 phải không? Tương đương tiếp 2 cộng x trên 5, cứ bưng cái vế bên trái ghi lại y xì như vậy, 1 cộng 1 bằng 2 là 2 trừ 2x trên cho 4. Được chưa? Các em thấy rất là rõ cái bước làm của thầy đúng không? Từ đây chúng ta sẽ đi tìm mẫu chung, cái số bao nhiêu mà chia được cho 5, cho 2 và cho 4 là nhỏ nhất. Số 10 được không? Không được, tại vì số 10 không chia hết cho 4 này. Như vậy chúng ta phải, đó chính là số 20, chúng ta lấy 5 nhân 4 20 chia được cho 2 được không? Ok, thầy sẽ đẩy cái bài của thầy lên nhá. Được không nào? Tại vì làm trực tiếp nên là có nhiều cái nó cái chữ của thầy nó hơi xấu á, thầy sợ em nhìn không rõ. Sau khi tìm mẫu chung rồi thì chúng ta tiếp tục tương đương tiếp. 1, 2 phân thức thì chắc chắn cái bên này nó hơi dài này, nó kỹ dài này chút.
một phần thức thì kiện ngắn thôi, mẫu chung D20, D20 không? Chúng ta sẽ lấy mẫu chung này chia lần lượt từng mẫu nhân lên trên tử. Tử đây em ghi lại đi, 2 cộng x nhân này, chia rồi rồi nhân vô. 20 chia 5 được 4, nhân ở đây 4 này. Trừ đi là trừ đây. 1 nhân x nó vẫn là x, nhân lấy 20 chia 2 được 10, nhân ở đây là 10 này. Được chưa? Tiếp tục lấy 20 chia cho 4 được 5 nhân lên tử. Như vậy các em ghi tử lại trước đi. Đây, 2x nha, thầy xin lỗi. 2x nhân đây là bao nhiêu? 20 chia 4 được 5 ở đây. Rồi. Tương đương tiếp. Bảo mẫu đi. Trong quá trình bảo mẫu nhân nhân vô đây nha, 4 nhân 2 là 8 này. Cộng 4 nhân x là 4x. Thầy bỏ ngoặc luôn tại vì đằng trước đây là dấu cộng này. Các em hiểu không? Rồi, thầy lấy cái tờ giấy ra nha. Rồi, thầy đẩy cái tờ lên. Tí nữa các em sẽ quay lại và tua lại các bước nào các em không hiểu thì tua lại nhé. Trừ x nhân 10 là 10x bằng nhân vô này, 5 nhân 2 là 10. 5 nhân trừ 2x là bằng trừ 10x. Tương đương tiếp. Thầy cứ để, thầy sẽ chuyển x vào bên trái đi, 4x trừ 10x cứ để đó. Chuyển cái trừ 10x này qua thành cộng 10x. 10 số 10 này giữ nguyên, chuyển số 8 này qua thành trừ 8. Để cộng thì thành trừ này. Tương đương. Âm 10 với cộng 10 thì hai này đối nhau bằng 0, nhưng mà bên đây là còn 4x. 10 trừ 8 là bằng 2. Tương đương x sẽ bằng mấy? 2 chia 4 là 2 phần 4 là bằng 1 phần 2 đúng không nào? Vậy S sẽ bằng là gì? 1 phần 2 nghĩa là bằng 0,5 đó. Các em hiểu chưa? Rồi. Đó. Đó chính là cái kết quả của cái bài câu B. Nó không khá dài đúng không nào? Câu B 318. Rồi chúng ta đi sang phần tiếp theo nhé. Ta đi sang bài 19. Viết phương trình ẩn x rồi tính x theo mét trong mỗi hình dưới đây. Rồi, hình A này. Các em thấy không? Một hình, hai hình, ba hình đúng không? Nhưng theo thầy thì làm tổng chung một cái hình đây là hình chữ nhật này. Bây giờ cái chiều rộng thì có 9 mét rồi. Diện tích hình chữ nhật thì mình chiều rộng nhân chiều dài. Ta xem chiều dài này. Thì cái phần chiều dài á, đây là x, đây là x, đây là 2 mét. Nghĩa là các em chỉ việc lấy x cộng 2 thì ra được chiều dài. Mà x cộng x này là 2x cộng 2, đó chính là chiều dài đúng không nào? Tí thầy chỉ làm diện tích nó đã cho sẵn ở đây. Đây người ta yêu cầu không phải giải mà viết phương trình biểu thị thôi. Ở đây hình thứ nhất là gì? Tam giác vuông này. Đường cao này N5 này. Cạnh tương ứng đây chính là 6. Tại vì hình này là hình chữ nhật nên cái cạnh này cũng chính là bằng cạnh này luôn. Ở dưới này hình chữ nhật đã có chiều dài chiều rộng rồi. Nên diện tích của nó sẽ bằng cái diện tích tam giác này cộng với diện tích hình chữ nhật. Các em hiểu chưa nào? Ok. Thì giống như cái bài 19 câu A hồi nãy á, thầy đã nói là diện tích của cái hình chữ nhật lớn hồi nãy á, S này sẽ bằng là gì? Chiều rộng của chúng ta là 9m nhân chiều dài lấy x cộng cho 2. Và diện tích này người ta đã cho sẵn là gì? Bằng bao nhiêu? 144 đúng không? Chính xác chưa? 144 m². Bây giờ chúng ta tương đương 9 nhân x cộng x là 2x cộng cho 2 sẽ bằng 144. Thì đây chính là cái phương trình biểu thị của câu A nhé. Câu B. Câu B thì diện tích tổng của nó sẽ bằng diện tích của cái tam giác này cộng cho cái diện tích của hình chữ nhật. Và người ta cho diện tích tổng ở đây là 75 m². Như vậy diện tích của tam giác thì nó sẽ bằng gì? 1 phần 2 nhân cho cái độ dài. Thầy nói cái chiều cao nó chính là 5, nhân với cạnh tương ứng chính là 6. Cộng diện tích hình chữ nhật là bằng chiều dài nhân chiều rộng là gì? Chiều rộng ta là 6 nhân chiều dài là x bằng 75. Chúng ta xem là 5 nhân 6 bằng 30, 30 chia 2 ở đây là bằng 15. Cộng 6x sẽ bằng 75. Đây chính là cái phương trình biểu thị của cái bài 19 câu B nhé. Còn cái câu C thì thầy giao về nhà các em làm được không nào? Ok.
Thì giống như trong clip trước thì thầy sẽ đưa ra cái các bài tập trong sách bài tập này. Đó, chúng ta cũng sẽ tìm mua cho thầy cái quyển sách bài tập này á. Tại vì cái lượng sách ở trong sách giáo khoa các em làm không đủ đâu. Theo thầy thì em chỉ việc mà tự giải được hết cái sách giáo khoa và sách bài tập thì các em đã giỏi môn toán rồi ạ. Còn việc nâng cao lên thì cứ từ từ nhá. Được nào? Thầy quay lại cái chỗ bài tập mà thầy hướng dẫn thôi. Và các bài tập đó các em về nhà các em tự làm, sau đó các em lật ở phần giải ra các em đối chiếu kết quả. Còn có gì không hiểu nữa thì comment cho thầy, được không nào? Rồi, chúng ta đi sang bài đầu tiên của cái bài này, là ở đây là trang 5 nha. Giải các phương trình sau câu A này. Em thấy chưa? Ở đây các em chỉ việc bỏ ngoặc này ra đổi dấu này. Cái này các em nhân hai dấu trước này, sau đó các em dấu trừ đằng trước dấu ngoặc, chúng ta sẽ đổi dấu ngoặc và chúng ta sẽ chuyển x vào bên trái và số vào bên phải là các em sẽ làm ra thôi, được chưa? Ở câu B này cũng vậy. Các em đừng bao giờ đổi dấu trước trước mà theo thầy nên nhân hai vô đây trước, nhân hai vô đây trước. Sau đó dấu trừ đằng trước dấu ngoặc, các em bỏ ngoặc ra và đổi dấu cộng thành trừ hết. Sau đó dồn x vào bên trái và số bên phải là ra. Được không nào? Còn câu C, các em lấy 3 nhân vô đây. Nhân vô đây và bỏ ngoặc ra, tại vì đằng trước này là dấu cộng rồi. Ở đây đằng trước dấu ngoặc này dấu cộng, các em bỏ ngoặc ra luôn. Dồn x vào bên trái, dồn số bên phải, thấy không? Câu D các em làm tương tự nhá. Rồi, qua bài tiếp theo. Bài 20 này, câu A. Ở đây là phương chứa ẩn ở mẫu này. Đây là 5, 1, 3. Mẫu chung là 15 nhá. Các em làm giống như hồi nãy cô thầy đã làm cho các em hai bài, bài 18 á, các em nhớ không? Việc quy đồng, nhân vô, chuyển vế đổi dấu, bỏ ngoặc ra được chuyển vế đổi dấu sau đó ra thôi. Câu B cũng vậy. Câu B mẫu chung ở đây chính là 12 chứ không phải 24 nha. Thầy việc nói mẫu chung thôi. Còn câu C. Câu C thì các em sẽ tiến hành lấy số 2 này nhân vô đây. Trước 5 này để đó. Cái trừ này đúng không? Chúng ta đổi dấu ở đây cộng này, trừ thành cộng, trừ với cộng thành trừ, trừ với cộng thành trừ, bỏ ngoặc ra. Sau đó chúng ta tiến hành quy đồng. Mà quy đồng đây mẫu chung chính là số 5 luôn nhá. Câu D. Câu D thì bước đầu tiên theo thầy lấy 5 nhân vô đây. 5 nhân vô đây, sau đó dấu trừ này đúng không? Bỏ ngoặc ra, đổi dấu bên trong. Mẫu chung 8 với 6 là bao nhiêu nhỉ? 24 rồi. Đúng không? Đúng rồi, 24 nhá. Chứ không phải 48 nha. Xong bài 20 nha. Bài 21 tìm điều kiện của x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định. Phân thức A thấy chưa? Đối với dạng bài tập này các em đừng để ý trên tử mà để ý dưới mẫu. Để một phân thức xác định thầy nói luôn. Ví dụ nó cái phân thức là a phần b mà để cái phân thức này xác định thì cái dạng này các em cho thầy là b khác không, thì để xác định thì các em việc cho các cái mẫu này khác không, thì khác không các em giảm giống như bằng không vậy. Các em cũng nhân vô đây và bỏ dấu ngoặc ra, chuyển vế đổi dấu, cứ giữ x lại vế bên trái và chuyển hết số về vế bên phải. Thay vì là ở đây dấu khác thì các em cứ giải là dấu bằng, cho đó các em ví dụ dấu bằng như thế này, giải như này dấu bằng không đi, cho đó người ta xẹt xuống, thì khi đó các em sẽ tìm được cái x khác mấy, hiểu không nào? Ở cái mẫu thức này cũng vậy. Hay là thầy sẽ làm ở bài 21 câu A cho em xem một cái nhá, một câu nha. Theo thầy nghĩ chắc không có ông thầy bà cô nào mà là nhiệt tình mà tốt giống như thầy. Thầy cứ sợ các em làm không được thôi. Như vậy thì thôi, thầy sẽ làm cho em một câu mẫu này. Ở đây các em chỉ việc cho cái mẫu khác không này, các em thấy không nào? Như vậy thì các em tương đương này, giải giống như bằng không thôi. 2 nhân vô đây, 2 nhân vô đây, 3 nhân vô đây, từ từ bỏ ngoặc nha. Ngoặc đi, 2x trừ 2 trừ để đắp, 3 nhân 2 là 6x, 3 nhân cộng 1 là bằng 3. Cứ để đây là khác không, không? Tương đương tiếp. Ở đằng trước dấu ngoặc đây là dấu cộng, bỏ ra, 2x trừ 2 trừ với cộng thành trừ 6x, trừ với cộng thành trừ 3 khác không, đúng không? Thầy giữ x vế bên đây, thầy chẳng đổi dấu khác. Bây giờ không phải không nữa, thầy chuyển cái âm 2 này qua bên đây thành cộng 2. Cộng 2 không cần ghi cũng được, trừ 3 thành cộng 3. Được chưa? Chỗ đây không cần ghi cũng được nha, nó rối. Rồi. 2 trừ 6 là bằng âm 4x. Khác. 2 cộng cho 3 là được 5. Tương đương giống như dấu bằng thôi. X chỉ khác mấy? Lấy 5 chia âm 4 là âm 5 phần cộng 4. Như vậy để cái phân thức đó, cái giá trị A đó xác định thì x nó sẽ khác âm 5 phần 4 thì nó sẽ xác định. Các em sẽ tự làm câu B, được không nào? Ok. Ở cái bài 22 thì các em sẽ làm tương tự giống như bài 20. Hiểu không nào? Chúng ta tìm mẫu chung.
quy đồng nó hơi khó hơn, cao cấp hơn một chút, tại vì nó có khá là nhiều phân thức trong đây. Nhưng mà các em cứ làm đúng trình tự các bước của thầy là đều ra hết, được chưa? Rồi bài 23 đây, hơi bắt đầu hơi khó một chút này. Tìm giá trị của k sao cho phương trình 2x cộng 1 9x cộng 2k trừ 5x cộng 2 bằng 0 có nghiệm x bằng 2. Nghĩa là gì? Các em sẽ ghi cho thầy cái đầu đề này lại này, thấy không? Có nghiệm x bằng 2 nghĩa là gì? Chỗ nào có x, các em thấy số 2 không? Ví dụ chỗ đây có x, 2 nhân x nghĩa là 2 nhân 2 này cộng 1 này, 9 nhân 2 này cộng 2k để đó đây, trừ 5. Ở đây số 2, x là thế số 2 vô. Sau đó các em sẽ tính toán, ví dụ như 2 nhân 2 đây là bằng 4, 4 cộng 1 đây là 5. Thì các em ngay chỗ cái ngọt này là thể hiện bằng số 5, hiểu không? Mở ngọt ra, 9 nhân 2 đây là 18 cộng 2k để đó đi, đúng không? Trừ 2 nhân 2 cộng 2 đây là 4, 5 nhân 4 20 trừ 20 bằng 40. Sau đó các em tiến hành bỏ ngoặc và chuyển vế đổi dấu thì tính ra được k này thôi. Cái câu B này các em làm tương tự, chỗ nào có x các em thế vô 1 vô đây. Là các em tính ra. Ok, được chưa nào? Lỡ rồi thì quất luôn bài số 4 24 luôn nha. Tìm các giá trị của x sao cho hai biểu thức a và b sau đây có giá trị bằng nhau. Nghe đây, giá trị a đây, b đây. Thì em việc cho cả cái dãy này bằng với cái đây, đây chính là hằng thức số 2 này. Hiểu nào? Thế cái dấu chấm phẩy này bằng đi, bỏ hai ông này ra đi. Bằng. Và các em việc nhân đa thức và đa thức, nhân đơn thức và đa thức, triển khai hằng thức số 2 này ra, chuyển vế đổi dấu, dồn x một bên với bên trái và với bên phải số, sau đó các em sẽ tự tính toán ra thôi, được chưa? Rồi đến đây thì thầy rất nhiệt tình với các em rồi, đúng không nào? Thì thầy cũng hy vọng các em cũng like, comment, chia sẻ và đăng ký vào kênh của thầy. Và thầy cũng đã nhờ rồi đó, các em cũng vào kênh tiếng Anh của thầy để mà đăng ký xem và chia sẻ giúp thầy nhé. Ok, đến đây thầy xin hẹn gặp lại các em ở bài phương trình tích. Bài này rất là khó và thầy cũng sẽ cố gắng làm, tại vì thầy đang rảnh, tại vì dạy thêm thì thầy đang nghỉ, học sinh thì đang thi, nên một tuần một ngày thầy có thể sản xuất ra được 2-3 clip, nên thầy mới up lên liên tục đó, các em hiểu không nào? Rồi ok, tới đây thôi nha, xin chào và hẹn gặp lại các em.